chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 2. Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi? Trước tiên cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên. Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô biết trong tranh đó là hình ảnh gì? À các em ạ, trong bức tranh chúng mình nhìn thấy đó là hình ảnh một bạn nhỏ đang cầm tờ lịch trên tay đấy. Vậy bạn nhỏ cầm tờ lịch để làm gì? À đây chính là tờ lịch của ngày hôm qua và bạn đã xé tờ lịch của ngày hôm qua xuống để cho chúng ta nhìn thấy tờ lịch của ngày hôm nay đấy. Vậy khi cầm tờ lịch trên tay, bạn đã có rất nhiều thắc mắc và không biết là ngày hôm qua mình đã làm được những việc gì, và bạn đã nghĩ lại những việc làm của mình ngày hôm qua đấy. Đây là những việc bạn đã làm, đó là bạn tưới cây giúp bố mẹ, bạn học bài, bạn ra đồng cùng với mẹ đấy. Như vậy đây là những việc làm của bạn nhỏ trong ngày hôm qua. Vậy chúng mình hãy chia sẻ và kể lại những việc mà em đã làm trong ngày hôm qua nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình chia sẻ những việc mà em đã làm trong ngày hôm qua với người thân và bạn bè của mình nhé. Chúng mình chia sẻ xong chưa? Như vậy chúng mình có thể kể lại cho bạn bè nghe những việc mà mình đã làm để giúp đỡ bố mẹ. Các em còn nhỏ, chúng mình việc quan trọng nhất là chúng mình phải biết học tập và chăm chỉ học tập, rồi giúp bố mẹ những công việc phù hợp với sức của mình đấy. Và chúng ta cũng lên mạnh dạn nhận thấy những công việc mà mình chưa làm được thì mình sẽ phải làm, cố gắng trong ngày hôm sau mình sẽ làm nhé. Vừa rồi chúng ta đã được nói lên rất nhiều việc mà các em đã được làm và chưa được làm của ngày hôm qua. Thời gian đã trôi đi thì không bao giờ trở lại. Nhưng muốn thời gian trở lại thì mọi người, mọi vật đều phải cố gắng làm việc hàng ngày. Một bạn nhỏ đã hỏi bố một câu hỏi rất ngộ nghĩnh: ngày hôm qua đâu rồi? Chúng mình cùng đọc bài và tìm hiểu bài thơ Ngày hôm qua đâu rồi sẽ tìm được câu trả lời thú vị đấy. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện đọc nhé. Các em hãy quan sát lên màn hình. Cô giáo giới thiệu đây là bài thơ Ngày hôm qua đâu rồi. Các em hãy lắng nghe cô giáo đọc mẫu và đọc thầm theo cô nhé. Ngày hôm qua đâu rồi? Em cầm tờ lịch cũ. Ngày hôm qua đâu rồi? Ra ngoài sân hỏi bố. Xoa đầu em bố cười. Ngày hôm qua ở lại trên cành hoa trong vườn. Nụ hồng lớn lên mãi, đợi đến ngày tỏa hương. Ngày hôm qua ở lại trong hạt lúa mẹ trồng. Cánh đồng chờ gặt hái, chín vàng màu ước mong. Ngày hôm qua ở lại trong vở hồng của con học hành chăm chỉ là ngày qua vẫn còn. Bài thơ này của tác giả Bế Kiến Quốc. Như vậy các em vừa nghe cô giáo đọc mẫu bài thơ Ngày hôm qua đâu rồi. Các em lưu ý, cả bài thơ chúng mình cần phải đọc với giọng nhẹ nhàng, chú ý ngắt nghỉ đúng nhịp thơ, nhấn giọng đúng chỗ. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc từng khổ thơ nhé. Trước tiên các em cho cô biết bài thơ này được chia làm mấy khổ thơ? À các em ạ, bài thơ này được chia làm 4 khổ thơ đấy. Khổ thơ thứ nhất là gồm 4 dòng thơ đầu. Khổ thơ thứ hai gồm 4 dòng thơ tiếp theo. Khổ thơ thứ ba là 4 dòng thơ tiếp. Và khổ thơ thứ tư đó là 4 dòng thơ cuối cùng.
Như vậy bài này được chia làm 4 khổ thơ. Mỗi khổ thơ có 4 dòng thơ và mỗi dòng thơ có 5 tiếng đấy. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc từng khổ thơ nhé. Các em lưu ý lần 1 cô giáo sẽ đọc mẫu và lần 2 cô chỉ các em hãy đọc theo con trượt chỉ của cô. Lưu ý khi đọc chúng ta cần ngắt nghỉ hơi cho đúng và đúng dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ đấy. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô giáo đọc mẫu khổ thơ thứ nhất nhé. Ngày hôm qua đâu rồi? Em cầm tờ lịch cũ. Ngày hôm qua đâu rồi? Ra ngoài sân hỏi bố. Xoa đầu em bố cười. Cô mời các em hãy đọc lại khổ thơ 1 nào. Rồi, như vậy chúng mình đã luyện xong khổ thơ thứ nhất. Tiếp tục chúng mình nghe cô đọc mẫu khổ thơ thứ hai. Ngày hôm qua ở lại trên cành hoa trong vườn, nụ hồng lớn lên mãi, đợi đến ngày tỏa hương. Cô mời các em đọc lại nào. Tiếp tục chúng mình nghe cô đọc mẫu khổ thơ thứ ba nhé. Ngày hôm qua ở lại trong hạt lúa mẹ trồng, cánh đồng chờ gặt hái chín vàng màu ước mong. Mời các em đọc lại. Tiếp tục các em hãy nghe cô giáo đọc mẫu khổ thơ thứ tư nhé. Ngày hôm qua ở lại trong vở hồng của con học hành chăm chỉ là ngày qua vẫn còn. Mời các em đọc lại khổ thơ thứ tư. Như vậy vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc từng khổ thơ ở trong bài đấy. Khi chúng mình luyện đọc, có một số tiếng từ và các em cần lưu ý khi đọc, chúng mình cần lưu ý phát âm cho chính xác đấy. Bây giờ chúng mình cùng nhau luyện đọc lại những tiếng từ này nhé. Nghe cô đọc mẫu và đọc thầm theo cô. Lịch cũ. Lịch cũ. Nụ hồng. Nụ hồng. Tỏa, tỏa, hạt lúa, hạt lúa, gặt hái, gặt hái, chín vàng, vẫn còn, chúng mình cùng nhau đọc lại các tiếng từ này nào. Lịch cũ, nụ hồng, tỏa, hạt lúa, gặt hái, chín vàng, vẫn còn. Như vậy vừa rồi chúng mình đã luyện đọc lại một số tiếng từ khi phát âm chúng mình còn hay bị nhầm lẫn đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau quan sát và lắng nghe cô giáo đọc mẫu lại toàn bài nhé. Chúng mình hãy đọc thầm theo cô. Ngày hôm qua đâu rồi? Em cầm tờ lịch cũ. Ngày hôm qua đâu rồi? Ra ngoài sân hỏi bố. Xoa đầu em bố cười. Ngày hôm qua ở lại trên cành hoa trong vườn, nụ hồng lớn lên mãi, đợi đến ngày tỏa hương. Ngày hôm qua ở lại trong hạt lúa mẹ trồng, cánh đồng chờ gặt hái chín vàng màu ước mong. Ngày hôm qua ở lại trong vở hồng của
con học hành chăm chỉ là ngày qua vẫn còn. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc lại toàn bài thơ. Cô mời các em bấm trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau học bài tiếp nhé. Các em lưu ý cho cô, trong khổ thơ thứ tư có từ vở hồng. Các em lưu ý ở đây, vở hồng có nghĩa là không phải là vở màu hồng, mà là quyển vở ghi nhiều lời nhận xét hay, nhiều thành tích tốt trong học tập thì được gọi là vở hồng đấy, chứ không phải là quyển vở màu hồng các em nhé. Như vậy ở khổ thứ tư đã cho chúng ta biết là bạn nhỏ đã ghi những điều tốt và những điều hay, những điều bạn có thành tích tốt thì được ghi vào trong quyển vở hồng đấy. Như vậy chúng mình vừa cùng nhau luyện đọc bài thơ Ngày hôm qua đâu rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi dựa vào nội dung của bài đọc nhé. Trước tiên chúng mình cùng nhau đọc thầm lại khổ thơ thứ nhất. Nghe cô giáo đọc mẫu và đọc thầm theo cô nhé. Ngày hôm qua đâu rồi? Em cầm tờ lịch cũ. Ngày hôm qua đâu rồi? Ra ngoài sân hỏi bố. Xoa đầu em bố cười. Qua khổ thơ thứ nhất, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi 1. Bạn nhỏ đã hỏi bố điều gì? Trong khổ thơ thứ nhất, chúng mình đã biết được rằng bạn nhỏ đã chạy ra ngoài sân để hỏi bố xem ngày hôm qua đâu rồi đấy. Bạn nhỏ đã hỏi bố ngày hôm qua đâu rồi? Như vậy chúng mình đã trả lời được câu hỏi số 1 rồi đấy. Tiếp tục chúng mình cùng nhau luyện đọc lại khổ thơ 2, khổ thơ 3 và khổ thơ thứ 4 để chúng mình trả lời câu hỏi số 2 nhé. Nghe cô đọc. Ngày hôm qua đâu rồi? Ngày hôm qua ở lại trên cành hoa trong vườn, nụ hồng lớn lên mãi, đợi đến ngày tỏa hương. Ngày hôm qua ở lại trong hạt lúa mẹ trồng, cánh đồng chờ gặt hái, chín vàng màu ước mong. Ngày hôm qua ở lại trong vở hồng của con. Con học hành chăm chỉ là ngày qua vẫn còn. Như vậy, dựa vào khổ thơ 2, khổ thơ 3 và khổ thơ 4, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi sau. Theo lời của bố, thì ngày hôm qua ở lại những đâu? Các em ạ, theo lời của bố, thì ngày hôm qua đã ở lại trong hạt lúa mẹ trồng, trên cành hoa trong vườn. Nụ hồng lớn lên mãi, đợi đến ngày tỏa hương. Rồi ở trong vở hồng của em đấy. Như vậy chúng mình đã trả lời được câu hỏi số 2 của bài. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc lại khổ thơ thứ 4 để chúng mình trả lời câu hỏi thứ 3 nhé. Ngày hôm qua ở lại trong vở hồng của con học hành chăm chỉ là ngày qua vẫn còn. Hãy trả lời cho cô câu hỏi 3. Trong khổ thơ cuối, bố đã dặn bạn nhỏ làm gì để ngày qua vẫn còn? Các em ạ, trong khổ thơ cuối, bố đã dặn bạn nhỏ là phải học hành chăm chỉ để cho ngày qua vẫn còn đấy. Các em ạ, ngày hôm qua khi chúng ta đã qua rồi thì không thể lấy lại được. Nhưng muốn ngày hôm qua ở lại thì các em cần phải học hành chăm chỉ, thì lúc nào chúng ta cũng thấy ngày hôm qua vẫn còn đấy. Như vậy chúng mình đã cùng nhau trả lời được các câu hỏi về nội dung của bài Ngày hôm qua đâu rồi. Như vậy qua bài đọc này muốn giúp cho chúng ta biết rằng các em cần phải chăm chỉ học tập và chăm chỉ làm việc nhà để giúp đỡ bố mẹ và làm những công việc có ích, thì chúng ta sẽ đạt được những thành tích tốt trong học tập
và đó cũng chính là ngày hôm qua sẽ luôn ở lại với chúng ta đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc thuộc lòng. Bài yêu cầu chúng ta hãy đọc thuộc lòng hai khổ thơ mà em thích. Ở trong bài đọc có 4 khổ thơ. Các em hãy lựa chọn hai khổ thơ mà mình thích để chúng mình luyện đọc thuộc lòng các em nhé. Tùy lựa chọn của các em thích hai khổ thơ nào thì chúng ta luyện đọc hai khổ thơ đó. Ở đây, cô giáo thích hai khổ thơ cuối. Cô sẽ hướng dẫn các em cách luyện đọc học thuộc lòng hai khổ thơ cuối nhé. Đây là hai khổ thơ mà cô giáo thích. Cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn cách học thuộc lòng hai khổ thơ này như sau. Để học thuộc lòng được hai khổ thơ này thì các em cần lưu ý chúng ta nhớ những cụm từ, và khi chúng ta có thể che bớt những cụm từ đấy đi mà chúng mình vẫn đọc lại được cả dòng thơ và cả khổ thơ thì đó là lúc chúng mình đã đọc thuộc đấy. Bây giờ cô giáo, lần 1 cô giáo sẽ che bớt đi một số từ mà các em sẽ đọc lại. Nhưng chúng ta thiếu từ, chúng ta vẫn phải đọc lại được hoàn chỉnh hai khổ thơ này đấy. Sau khi cô giáo đã che đi một số từ, bây giờ chúng mình sẽ đọc lại hai khổ thơ này nhé. Ngày hôm qua ở lại trong hạt lúa mẹ trồng, cánh đồng chờ gặt hái chín vàng màu ước mong. Ngày hôm qua ở lại trong vở hồng của con, con học hành chăm chỉ là ngày qua vẫn còn. Sau khi che đi rồi mà các em đọc được lại và hai khổ thơ hoàn chỉnh là các em đã thuộc một phần rồi đấy. Bây giờ tiếp tục lần 2, cô giáo sẽ che bớt đi thêm một số tiếng từ nữa, xem các em có đọc thuộc không nhé. Nào, chúng mình cùng nhau đọc lại nào. Ngày hôm qua ở lại trong hạt lúa mẹ trồng, cánh đồng chờ gặt hái chín vàng màu ước mong. Ngày hôm qua ở lại trong vở hồng của con học hành chăm chỉ là ngày qua vẫn còn. Như vậy lần 2 cô giáo đã che bớt đi thêm một số tiếng từ nữa mà chúng ta vẫn đọc thuộc, đó là chúng mình cũng đã được đọc thuộc được một nửa. Bây giờ cô giáo sẽ che bớt đi, chỉ để lại những chữ đầu dòng. Chúng mình thử đọc xem có thuộc không nhé. Ngày hôm qua ở lại trong vở hồng của con. Chúng mình cùng nhau đọc lại xem có thuộc chưa nhé. Ngày hôm qua ở lại trong hạt lúa mẹ trồng, cánh đồng chờ gặt hái chín vàng màu ước mong. Ngày hôm qua ở lại trong vở hồng của con học hành chăm chỉ là ngày qua vẫn còn. Mình sẽ kiểm tra lại hai khổ thơ sau khi chúng mình đã đọc thuộc. Đây là hai khổ thơ hoàn chỉnh trước khi xóa. Như vậy chúng mình đã học thuộc lòng hai khổ thơ rồi đấy. Tiếp tục chúng mình cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện tập theo văn bản đọc. Các em hãy quan sát yêu cầu số 1. Dựa vào tranh minh họa bài đọc, tìm từ ngữ chỉ người, chỉ vật. Ở đây mẫu các em quan sát là từ chỉ người đó là mẹ, từ chỉ sự vật đó là cánh đồng. Vậy các em hãy quan sát bức tranh và cho cô giáo biết những từ chỉ người, chỉ vật ở trong bức tranh đó là những từ nào? À, các em ạ, trong bức tranh từ ngữ chỉ người còn có bố, con. Từ ngữ chỉ sự, chỉ vật đó là cánh đồng. Tờ lịch, đây các em quan sát là tờ lịch. Lúa, sách vở và bông hoa hồng đấy. Đây là những từ chỉ vật. Và những từ chỉ người thì có mẹ, bố và con đấy. Như vậy dựa vào tranh minh họa của bài đọc, chúng mình đã tìm được những từ ngữ chỉ người và chỉ vật rồi đấy.
Tiếp tục chúng mình hoàn thiện câu hỏi số 2. Câu hỏi 2 như sau. Đặt hai câu với từ ngữ tìm được ở bài tập 1. Ở bài tập 1 chúng mình đã tìm được những từ ngữ, mà bây giờ yêu cầu ở bài 2 chúng mình sẽ đặt câu, đặt hai câu với từ ngữ vừa tìm được ở bài tập 1 đấy. Mẫu như sau. Đó là từ cánh đồng. Chúng mình sẽ đặt câu với từ cánh đồng như sau. Cánh đồng rộng mênh mông. Đây là một câu, trong đó có từ chỉ vật, đó là từ cánh đồng. Vậy cô giáo có câu mẫu thứ hai, đó là về chỉ vật nữa, đó là hoa hồng tỏa hương thơm ngát. Từ chỉ vật ở đây đó là từ hoa hồng. Tiếp theo, chúng ta có câu tiếp theo là bạn nhỏ học tập chăm chỉ. Bạn nhỏ ở đây là từ chỉ người. Như vậy qua bài tập số 2 đã giúp chúng mình cách đặt câu với từ ngữ mà chúng mình vừa tìm được ở bài tập 1, đó là từ ngữ chỉ người và chỉ vật đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like, đồng hộ kênh, comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.